Chúng tôi có một anh khách hàng bị chỉ ngoại đã 3 năm trời, nhưng sau khi uống một hũ số 56 thì căn bệnh chỉ của anh đã giảm đi tới 95%. Vâng, xin quý vị nghe lời chia sẻ của anh sau đây. Vâng, hồi sáng nay anh có nói chuyện với ông anh tôi đó, là anh đã dùng qua thuốc số 56 mà công hiệu lắm phải không? Vâng. Work, Wow. Work, work. À, bị chỉ lâu chưa? Cái chừng 3 năm. Nó là loại chỉ nội hay chỉ ngoại? Cái đấy làm sao anh? Tức là nó có lòi ra khi đi cầu, nó có lòi ra. Yeah. Dùng bao nhiêu hũ thì hết? Thì một hũ đầu thôi anh. À, mà hũ đầu là hết đó hả? Vâng. Hồi xưa mà bị 10 phần, bây giờ còn lại mấy phần? Còn lại chừng 5%. 5%. Tức là nó đỡ được 95% đó hả? 95%. Nhiều. Đấy, cái đấy amazing. Yeah, hay. Wow. Thuốc đó không? Không có describe được đâu. Magic. Yeah, cảm ơn anh nhiều. Okay.